Nào chào các bác đi. Chào các bác. Nào, chào tiếp. Các bác. Đấy, đó, đâu rồi? À, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng đang ở thôn Park Tà, xóm Park Tà của thôn Nùng Thiềng của Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang các bác. Ngày hôm nay thì Phèng vào chia sẻ với các bác, bà con đây là đổ mốt để đổ cái mố cầu bên này các bác ạ. Đấy, là có một tin rất là vui, đặc biệt là ngày hôm nay là Phèng có nhận được số tiền 30 triệu của anh Hiếu ở Long Khánh, Đồng Nai gửi cho Phèng 30 triệu giúp vào làm cầu. Qua đây thì Phèng cũng trân trọng cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Anh là người đã giúp cho em bé Bình mà bị những cái tật nhỏ đây này. Đấy, và những hoàn cảnh khác, đợt đi nàng nủ anh cũng giúp rất là nhiều tiền cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì bà con nhân dân ở đây có bảo là hôm nay là đổ cầu cái mố bên này, thì bà con nhân dân xin ý kiến các bác là cho khoảng 2 triệu để làm một bữa cơm. Thì Phèng cũng thay mặt các bác là đồng ý cho mọi người đã sử dụng 2 triệu. Tí nữa thì sẽ bắt cá ở đây. Đấy, bắt cá ở đây để làm cơm cộng với cả mua ngan nữa, bởi vì số tiền 2 triệu thì cũng không đủ được mua lợn các bác. Mua con lợn khoảng tầm 20 cân thì nó hơi nhỏ. Đấy, làm nó hơi khó. Bây giờ mời các bác đi vào trong đấy nhá. Đi. Nào. Đấy, bà con cũng khá là đông. Thấy không? Các bác, bà con đang đổ bê tông bên này. Đây, đổ cái này ngày hôm nay là hoàn thiện. Hoàn thiện thì tiếp tục là ngày đợi khoảng tầm 15 ngày. Đấy, 15 ngày thì là sẽ kéo dây cáp. Đấy, giải xong là giải mặt sàn là xong các bác ạ. Đấy, đếm sơ sơ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, khoảng tầm 20 người các bác ạ. Khá là đông. Trẻ con nó lấy mấy cái quả chuối ở đâu vậy? Đấy, đâu về đây? Hả? Bên kia à? Chào anh nhá. Chào các chị nhá. Dạ. Chào chị nhá. Chào anh nhá. Sao ngồi chỉ đạo này sướng nhỉ? Anh. Anh dùng cái mấy cái anh phay hết cho anh được nghỉ. À đây. À, trộn hết bê tông đấy à? Trộn hết bê tông. Hello. À chào trưởng thôn nhá. Bụng to đấy này. Hả? Xuống rồi. Hai xuống rồi à? Cái chú kia anh không táp được anh. Đổ từ lúc mấy giờ? Anh đéo thôi mà tôi thấy anh đéo cả ngày rồi. Anh. Từ lúc 2 giờ à? 2 rưỡi này. Anh đéo dao anh từ nãy anh đóng rồi anh. Chào nhá. Lắp vào đấy thì không đóng tiếng vào phá thì mà sao mà chịu được. Đây đang cãi nhau ít ngỏm các bác. Làm nó làm sao đây hả anh Dương? Anh Dương. Nó chưa táp đây, tí nữa mình đổ đầy quá nó bật ra hay. À chưa đóng đinh đúng không? Tí sợ nó bị bục ra. Có cái cột 5 người ghép còn cái nhau. Nó bảo chúng họ làm cho nó chắc chắn rồi à. Đổ bây giờ lại còn cắt đi nó đâu. Ghép mái nhà thì chắc là ván mềm nó phải ván đâu còn ván chui chấm chết. Trưởng thôn vào lâu chưa trưởng thôn này? Nếu không ấy vào lâu chưa? Cái xác đi. 1 rưỡi à? Một cuốn đi. Không biết vua cái này nó cho bục mai ai. Lấy cái sắt mình buộc cuốn vào phải lăng được. Bây giờ nó bị phình ra rồi à? Nó bị vỡ ra rồi à? Đâu nó bị bục ra anh Phú? Thôi thì đổ đi. Chú không? Đâu nó bị vỡ nhỏ chứ? Đâu quên không. À không khóa ngang này đúng không? Không đóng cái miếng. Vâng. Khóa cái miếng này. Đấy, đóng là được mà. Ờ vâng. Mà đóng hình thức làm rồi mà chưa quay. Dạ. Quên. Nó bị ấy ra nào. Cái này đóng sâu vào thì nó có sao đâu. Đơn giản. Đóng cái gì? Đinh đâu? Có làm rồi. Cái đơn giản cái gì nó đóng một miếng là xong. Cái bên kia làm chưa? Có đùa phán đấy hả? Đây. Cái đấy không ra. Cái này không phải. Cái này tắt cái này rồi. Không còn cần nữa em. Có đây rồi. Chỉ có cái mảnh này đấy. Cái mảnh bé bé này nè. Này cho bà con tập trung cái chân bên này đi. Nào sang đây. Cái bên kia được rồi đấy. Xách vô sang đây đi. Bảo ở bên kia, đứng bên kia, tôi đi đường kia đây. Cái kia đây rồi. Đóng như thế là được rồi đấy, cái tấm nó đóng như thế là hay. Đấy ok rồi.
quan trọng nhất cái làm cốt pha thôi, đổ thì chắc nhanh không nhỉ nhờ? Đổ khoảng tiếng xong không? Hả? Một tiếng không xong á? À? À. Nhưng mà chỗ này chưa đổ anh? Bây giờ phải đổ hai cái cánh lên xong đổ phát cổ xuống là vừa. Thế còn đâu hai cái cánh này đang này chưa đóng cốt pha anh? Bây giờ thì đổ đến đâu thì đóng đến đấy. À à. Đổ đến đâu đóng đến đấy à? Chuyển hết vừa sang bên này đi. Đây các bác xem cầu mọi người làm như này mà. Đấy. Đây đứng đây. Chuyển nhau lên. Chuyển đây, giờ đây đổ ra luôn. Các bác nhìn công trình nó dày dặn, nó như này. Đấy các bác một số bác đi so sánh cầu này với cả cái cầu vòm sắt. Đấy, các bác phải theo dõi được địa hình. Ví dụ địa hình nó mà giống như kiểu ở trong cái khu vực miền trong có kênh có rạch ấy, người ta hay làm cầu mà mái vòm lên, cầu vòm lên. Đấy, nhưng mà cầu mà qua sông qua suối mà cái địa hình nó mà suối nó lại to nữa. Đấy, mà dòng nước mà nó chảy từ trên cao xuống, ví dụ như ở kênh ở rạch thì là mọi người các bác có thể làm kiểu mái vòm, nó diện tích nó khoảng tầm từ mấy mét thôi, khoảng tầm 4-5 mét thôi. Đấy, làm cầu mái vòm thì nó dễ không? Là hàn xong là lắp vào là xong rồi mà. Cái cầu mái vòm ở những cái địa hình mà giáp với ở khu vực chân núi này, mưa nó chỉ vài ba trận là bay luôn cả cầu. Trước nó còn kinh khủng lắm, nó còn bay mất ấy. Với cả mái vòm là phải tính được trọng lực, không phải là thuê mỗi thợ về hàn xong là đi qua mấy ngày nó bị võm xuống các bác. Đổ bê tông từ lúc đào móng đổ lên kiên cố như này. Đấy, sau đó là tiếp tục đổ bê tông rất là tốn công tốn sức của bà con nhân dân, cộng với sắt thép. Cũng may là buổi chiều bên này nó mát các bác, nó không bị lắng. Bà con làm cái cầu Núng Táng các bác, cũng là cầu đầu tiên thì Phen thấy là mọi người bảo là cái cầu đấy là làm đổ bê tông đấy, nhưng mà cuối cùng là mọi người cũng làm đổ hai mố cầu và làm cái loại sắt hộp to ấy. Đấy, xong đó là cũng làm cầu mái vòm nhưng mà hai trụ, cái mố trụ hai cầu ấy, làm chắc chắn. Cầu đấy nó cũng phải đến 600-700 các bác. Còn cầu này thì nó ấy hơn. Đấy, cầu này thì thật sự các bác là làm rất là tiết kiệm rồi. Hôm trước các bác bảo là cầu treo mà hơn 100. Đấy, nhiều chỗ bảo là 150 triệu là làm được cái cầu, nhưng mà thực sự các bác là làm cái cầu khác. Đấy, cầu này không làm được. Thôi. Trưởng thôn hôm nay nhìn ác anh nhỉ. Nay không gọi trai à, không gọi bí thư à? Bí thư trai á? Ờ. Bí thư gọi xem vào được không nhỉ? Thế à? Chú
chú theo với cả chú Võ này, hai chú ngang cơ cân nhau nhỉ. Hai chú ơi. Chú Võ chắc là dưới hơn đấy. Ờ, đúng không? Không, chú theo có khi cao hơn được tí. Chú theo bao nhiêu cân chú theo? 45 thôi. Thế còn chú Võ? 51 à? Ai da? Dạ, hai căng. Dạ. Chú 50 51. Chú Phong. Dạ. Chú đi làm cái thức phim cái nhà gì nhà máu mì nhỉ? Có cái cây đồ biết tất nhỉ. Vâng. Nhìn. Quá khổ anh ạ. Dạ. Phải xong hai bên này mới là xong là đổ nhanh đúng không ạ? Bây giờ mỗi hai cái này phải chờ 30 phút là xong à? Vâng. Ca sĩ Xuân Thành không thấy áo sống gì nhỉ? Người đẹp thế. Người cong mái vòm. Hôm nay lại là cúng giải hạn cho vợ. Hôm qua vừa ốm đi viện về là phải cúng ngay. Đi lâu chưa ạ? Nhìn bên này xong rồi anh. Cái này này là cái đặt lên trên các bạn này. Đấy, đặt trên để gối cáp. Đấy, không nó bị giống như mình đặt mà cáp bên đây nó sẽ bị xê dịch với cả lâu ngày nó bị chạy dây các bạn. Đây này một số bà con là đang đục cái bê tông ở góc bên kia đổ vào đây. Đổ vào cái móng này. Chuẩn bị kết thúc hành trình trong vòng giai đoạn đầu, cơ bản là xong các bác. Đến 80% là cơ bản là xong rồi. Những cái hố leo này các bác ơi. Đấy, đây này. Làm cực kỳ chắc chắn là giải bê tông, đổ sắt, đổ thép các thứ dưới này hai bên, bên này và bên kia nữa. Đấy, tốn rất là nhiều sắt thép để làm công trình như này. Đây có bác đi so sánh cầu này với ở một cái cầu mái vòm thì cũng không biết là các bác so sánh kiểu gì. Cầu kia, cầu sắt đấy các bác thì cũng nói chung là nó cũng rất là tốt, nhưng mà ví dụ như nó làm bằng cái loại sắt giống nhiều sắt chữ Y, sắt đường dây ấy. Đấy, và nó có trọng tải lớn mà chịu lực được ấy. Đấy, bởi vì nếu mà nó thấp rồi, ví dụ nó khoảng tầm 4-5 mét rồi thì làm được. Đây 20 mấy mét mà làm một cầu mái vòm được một thời gian nó bị võm xuống ngay các bác ạ. Yeah.
an ninh đi. Thắng điểm đảo. Anh em ạ. Đại. Mình chứ không đại. Thật nhiều nếu mình. Anh Đường, em cảm giác không nhịp nhàng hay sao nhỉ? Sao chậm nhỉ? Lỗi do kỹ thuật thôi. Lỗi kỹ thuật à? Kỹ thuật thôi. Nhân lực thì đông ấy. Lỗi do công nhân. Kỹ thuật hôm nay làm cho mấy lít? Cho mấy bom. Nhưng mà cái này đổ hai bên cánh là phải từ từ, không đổ nhanh được. Xong hai bên cánh thì bắt đầu mới nhanh được. Và cứ đổ vào giữa thôi. Đấy, cột theo các bác đấy, đây. Giấy dặn như này mà. Nhìn thấy vấn đề một tí đã sợ. Hôm nào kia thì không sợ. Anh em mình phải nói đây là hôm nào chưa sợ đâu, hôm nay mới sợ này. Úi. Hôm nào kia ai về tấm được này, cái tấm này nó bật ra. Là đến đây các bác, đấy, bê tông đến đây. Hả? Mọi người bắt cá chưa? Bây giờ đi bắt cá. Bạn đi bắt đi. Đấy, mọi người bắt đầu tổ nấu cơm đi bắt cá rồi. Ây à, chú võ công trèo kiểu gì giỏi nhỉ? Lên đấy thôi. Chú võ công vừa trèo kiểu gì lên đấy đấy? Chú đi đường nào lên đấy? À, dạ. Dùng kinh công à. Tí. Chú theo với cả chú võ công hôm nào thi đấu rượu với nhau xem là ai uống được nhiều nhỉ? Hả? Anh à? Thế à? Tưởng uống nhiều lưỡi nó phải mềm mấy chứ nhỉ? Này, chú bánh chè này từ ngày vào làm cầu bảo là tìm người yêu cho chưa có bà nào gọi điện. Chú chè ơi, có ai gọi điện hỏi thăm làm quen chưa? Chưa có người yêu à? Ôi giời, ế lâu quá. Dạ thế à? Ế lâu quá. Giờ bây giờ mà cởi cho ông kéo với ông chạy quanh đồi ngô. Vừa chạy vừa kêu, vừa chạy vừa hết. Kéo tí còn phải xách quần chạy đấy. Không phải anh cứ đóng hết cái này đi. Có mà cái này bây giờ đóng lên luôn. Đây đóng hết hai bên này là nhanh đúng không anh? Đúng rồi.
là đổ từ trên xuống nhanh. Xuống ao rồi. Bắt hết cá nhà ông Dìn luôn. Trưởng thôn được cái là quyết nhanh các bác. Hôm nay đi xe vào tận chỗ này chưa? Có, không đi xe máy rồi. Đi ô tô không đi được. Không đi được mà đi qua chỗ đấy lên là... Ôi giờ em còn phải đợi mấy ông làm đường chán nữa không? Hỏi là mấy anh đi đâu, bảo em đi làm cầu, bảo từ từ đã. Hôm nay cho bảo lên Đồng An à? Hả? Hôm nay nghe bảo anh lên Đồng Văn mà. Định đi nhưng mà sáng, nếu mà sáng mọi người đổ là buổi sáng bây giờ chắc đến Đồng Văn rồi. Nhưng mà mọi người đổ buổi chiều hay phải ở lại? Sáng đi đón con, sáng mai lên. Chắc là sáng mai đi. Đúng rồi, đáng nghe là mình đi buổi sáng. Tất cả thanh niên mình mà nhảy xuống ao của ông Dìn này chắc là bắt mỗi người được con luôn. Nhiều đầy ao, thò tay bắt được. Không cần đến lưới. Bắt được nhiều anh em. Kiểu đông. Nhiều người đấy. Nhìn nhìn để ông đi xem bắt cá nào. Phi. Chào cô nhá. Dạ. Có tí ở lại xin mấy chén rượu. Xem ông nào uống khỏe nhất phải uống 5 chén. Riêng anh Đương phải uống 8 chén. Nhớ nhá, 8 chén nhá. Xong rồi chạy ngay. Đây phải chạy xong rồi xem mấy anh em bắt cá. Đây, chú bánh chè các bác. Đây đấy. Đây, rất đẹp trai. Chú cười cái nào. Cười đi. Đẹp trai. Đẹp trai nhất nhất huyện rồi ấy. Nhất huyện Vị Xuyên luôn rồi. Có tội đang ế các bác. Ấy, chỗ này được cái là cảnh nó đẹp buổi chiều các bác. Bên này nó có núi nên là nó buổi chiều về nó mát các bác. Thực sự các bác, cái công trình làm cái cầu này là quá tuyệt vời. Một công trình thế kỷ các bác. Bình thường làm cái cầu treo mà đúng mà làm như này mà rộng ấy, mà làm theo kiểu có giống như phe không dám nói rõ ra nhưng mà nó cũng phải 400-500. Ui, đã bắt được rồi á? Được rồi á? Thế thôi à? Ôi nhỏ, căn bản ao này nhiều cá nhỉ. Phải vác luôn lên. Còn chưa kịp ướt quần. Ui, đấy nhỉ. Được anh nhỉ. Đấy. Ủa to thế. Thằng em này còn chưa kịp ướt quần luôn. Đã bắt cả cá rồi. Cần nó nhảy. Cá đây nó chỉ ăn lá chuối các bác. Ui dồi, một mớ luôn. Đâu xem. Ai dù. Mớ non thì chú hả? To nhỉ. Mớ non kín đi. Thứ trắng nè. Này. Đấy. Thứ trắng nè. Ai mớ non điên thoại. Mớ non kín đi. Đúng rồi, lỉnh toán. Chưa. Cho nó ăn xi măng luôn à. À, con làm canh. Mày nhàng mà hắn tụ tay mày sao tao nhắng. Nhắn tao, mày mà ai đi. Thảo bù lê. Ý bác chứ mà. Nó sẽ phải ra nữa. Mình cầu bên chuột chứ. Chuột chứ mà. Nhìn không. 7 cân được rồi. Lấy 3 con to này đi. Làm canh. Úi dồi, niệu sống được không? Tí cắm đầu xuống này, sủi bọt bọt lên. Trưởng thôn cẩn thận, nó rơi xuống suối nhá. Nhanh thật, chưa kịp xem nữa, thế bắt được rồi. Cái này bắt nhanh mà. Thế à?
một phát là ăn ngay. Thế anh phải lắp camera vào quanh ao đi, không tối họ vét một phát là ao anh chỉ ngày hôm sau hết sạch luôn, không còn gì nữa. Đắp nước. À vừa lại hạ xuống cũng 40 phân đấy nhỉ? À 20 phân đấy. 30 phân. Ừ. Nói trong này nước nó sạch đấy nhỉ? Dễ nuôi cá. Đấy, hôm nay múc bang cơm bên nhà chú Theo các bác. Co nhà ở đâu em? Nhà cháu ngay đầu làng ấy. À ngay đầu làng đây. Hôm nay mới gặp. Cháu cũng hay vào đây làm rồi. Thế à, lần mấy làm cầu vào lần nào chưa? Hả? Ta được mấy lần rồi? Hơn chục lần rồi. À thế à? Lần trước có gặp anh chưa nhỉ? Vài lần rồi. À thế à? Ừ, nhiều người có. Đây, chú Trè là phân công cho Nguyên đào nguyên cái phần bê tông này. Đủ chọc lắm cháu. Hả? Đủ chọc lắm đấy. Nguyên khoản này à? Hết ngày rồi. Này không nhanh, có đội nấu cơm, nấu kín chín hết rồi. Dạ, có ai nấu cơm ở nhà không chú? Có chứ. Ai đội... Có một đội đấy rồi. À, đang nấu cơm nhà đây à? Ừ. Vậy là mấy con ngan chú? Các tổ... Tổ trưởng các tổ. Tổ trưởng các tổ là về nấu cơm. Ai dạ? Đây, còn bằng này thôi. Còn bằng này nhân công, rân công hỏa tuyến các bác. Chú nghe được không? Mọi người nói chuyện. Chịu, cháu cũng bó tay, không hiểu gì. Chú nghe được đấy. Dạ. Bảo cho cái con kia bay lên trên kia cho nào, có nhìn thấy đàn khỉ nào không? À, ở đây có khỉ không anh? Có mà, trên này nhiều lắm. À, trên này kiểu rừng già. Có khỉ. Rừng phòng hộ. Không vào được. Vào trong đấy mất sóng. Anh thử rồi nhưng không được. Đẹp lắm đúng không? Mày nhỏ mà chú cười à? Mày nhỏ mà chú xì ai em cái gì cả? Mày nhỏ mà chú phải sang lại. Mày nhỏ mà chú phải sang lại. Chú mới nói ta nỉ. Ôi. Mày nhỏ phải chạy răng nỉ. Nhỏ răng nỉ. Nhỏ nỉ nỉ. Trưởng thôn Minh bên đấy các bác nấu cơm xong chưa? Cơm thì xong rồi. Ủa? Bây giờ đợi vịt. Ngủ 11 cân vịt à, ngan nữa. À dạ, 11 cân ngan à? Ừ. Hàng này nhờ. Nhưng mà mổ chưa? Mổ rồi. Vậy. Đây à? Giờ chờ mỗi các bác đổ xong là vào. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Nhìn nắng à? Nó lâu cái đoạn đầu rồi các bác. Đấy, bây giờ bắt đầu là đổ nhanh nhanh các bác ạ. Đấy, từ cái đế bê tông lên ấy, là đổ là từ đây lên đến đầu chú Theo cái là 2m 4 các bác ạ. Đấy, còn đâu từ chỗ chú Theo lên đến chỗ chú kia là hơn 1m nữa, tổng là khoảng tầm 3m9. Đấy, là cả cái đế sắt mà đặt lên nữa là khoảng tầm 4m1, 4m2. Đấy, từ chiều từ đây lên trên. Đấy, còn cái chiều ngang của cái này bên này các bác ạ, của cái cột cái cổng đấy là một chiều là 30. Còn chiều dọc bên này là 45. 30 45. 130 45, một chiều 30, một chiều 45 phần các bác. Quay vào cá, mang là cha này đâu.
cái này cũng được à? Thế lúc này nói cái tấm này nữa. Đấy, ui giời, vừa quá luôn. Bé bằng ngón tay một tí mình làm ngón tay cái hạt đấy. Miếng này lại to quá. Vẫn to đúng không? Kẻ như tí nữa. Kéo tí nữa là chuẩn. Nhanh nhanh ư. Nhanh lên, gan chín rồi đấy. Thịt gan. Thịt gan thơm rồi, thôi thì thịt gan mình ở trong làng không sao, nhưng mà khi ông Phong Phen nắm về đéo uống rượu đâu. Ôi giời, có chú yên tâm. Mày nay cho con lái xe thì chú yên tâm. Anh Tê nhìn nói chung là hôm nay phải mướn người tầm 2 đi. Thế thì hôm nào ta kia mới phải mướn 5 đi thì hạ 1 đi chứ. Chạy mất dép rồi. Các bà dọa ghê quá, chuồn mất các bác. Mấy bà căn bản là lúc nào các bà hăng máu lên thì mấy nó hăng mấy đâu bảy. Nào các con đi xuống dưới kia đi không, các bác ném xô xuống là đấy. Nào đi đi xuống đi xuống đi xuống đi. Nhanh nhanh nhanh. Ấy trời. Chuồn hết ra đằng sau đây. Nhanh. Nào nhanh lên. Đấy bây giờ hết lục. Đấy. Đổ bê tông này các bác cũng phải đổ một cách là cẩn trọng, không nó bị rỗ, bị rỗng ở bên trong các bác. Nó sẽ không đẹp mà không đảm bảo mỹ thuật cộng với kỹ thuật nữa. Đây đổ sắp xong các bác. Nay là nấu cơm bên nhà chú à? Vâng ạ. Bên này có ai không? Có. Vâng, cháu sang xem. Đi, anh đi quay đội cấp dưỡng. Ờ, đội cấp dưỡng trẻ. Đấy, xem nào. Nấu cơm bên đó. Đấy. Bên này bà con đang đổ, cơ bản là chắc khoảng tầm 15 phút nữa là xong các bác. Đây chính là cái cây cầu cũ này. Đi lại rất là nguy hiểm. Nó cũng lâu rồi, trước người ta làm bằng gỗ các bác. Do điều kiện là không có, làm bằng những cái vật dụng sẵn có ở địa bàn. Cái đợt vừa rồi là trước cơn bão số 3 các bác, là cái cây cầu này nó bay hết, tất tần tật lủng liệng hết.
cây cầu này các bác là nếu mà so từ cái mặt cầu các bác ạ, từ cái mặt cầu này đấy đến cái đoạn mà cao nhất so với mặt nước này cũng gần 6 mét các bác ạ. Nó rất là cao đấy, nên là bắt buộc là phải làm cầu treo. Nếu mà làm cầu bê tông ấy, thì là nó phải thêm một mố ở đây nữa thì nó đến lên đến tiền tỷ các bác ạ. Nên là cầu treo là hạn chế nhất đấy, còn đâu cầu này thì không thể làm cầu kiểu hàn sắt làm mái vòm được các bác nhé. Bởi vì nếu mà làm mái vòm các bác nó phải cong từ đây lên trên này, chắc nó nhìn nó buồn cười lắm, thế là nó không đảm bảo được. Đây xong thì nó sẽ đẹp như này các bác, chắc chắn kiên cố to như này. Đây cái chiều này là chiều 30 các bác đấy, 30 này. Đây, còn chiều này là chiều 45 đấy, là cao từ dưới chân này đấy, từ cái đế này đi lên trên này là 4m 1 4m2 là lên đến cái đè cái dây đấy, cái dây cáp các bác ạ. Chào em nhé, nấu cơm xong chưa? Đây à, đây là hố leo, xem anh em nấu cơm này các bác. Bà con người Dao bên này nấu cơm rất ngon luôn. À, chú Theo có cái ao cá bên này. Ây da, ây da, ngan xong rồi. Đây là lồi gì cô ơi? Hả? Xong gì đây? Cá. Cá à, lấu canh cá à? Ừ. Lấu hết canh à? Ừ. Ây ô, cho vào lấu canh hết à? Ừ. Không nướng, không nướng, không xiếc gì à? Không xào. Không xào, không xiếc gì hết. Ừ. Ba con cho lấy lấu canh hết. Ừ. Ây ô, thế ô. Nhưng mà sắp bị cạn nước rồi này. Đây là chỉ nước măng, cái này mới là nước măng chua thôi ạ. Ừ. Bây giờ nấu hết canh luôn, ba con. Còn bọn ngan vịt này là ấy à? 8 cân ngan này cũng luộc hết luôn. Ừ. À. Thế còn món gì không hay là chỉ có hai món này thôi ạ? À, làm này nhanh nhờ. Đây bát đũa này là của nhà riêng nhà cô hay là cả ấy đấy? Cô hết. Của cô hết à? Chứ không phải là mượn của mọi người về đâu. Nhà cụ nhiều bát đũa nhỉ. Ngan trong bản nó ngon này các bác. Đấy nhìn này, con nào béo là 8 cân ngan ạ. À? Mình bắt về ạ. À? 8 cân. Mấy cân cá nữa. Ba con hình như 4-5 cân thì sao? Này chờ canh cá mới là cho tất ngan vịt vào là nấu thôi. Mà nhà cô là ngồi ở trong này mới có đủ không? Đủ. Vâng. Con gái đi làm công ty chưa về ạ? Chưa. Ô cái này ấy rồi này, cái này sủi đây này. Sắp cạn rồi cô ơi. Cẩn thận cháy đấy. Chặn. Cạn. Cô cho nước đi cô ơi. Không là cháy đấy. Ừ. Ô sắp cạn thật rồi này. Trước nấu bên kia còn nướng. Này, nấu canh. Nấu nướng à. Này. Nước không ạ? Em xem này nhé, chín chưa nhé. Đây. Bên này xem là còn món gì bên này. Bên này là cái gì đấy cô? À, cái món này được ấy. Lá đu đủ ạ? À? Hay không. Lá lốt ạ? À? Lá lốt. Ngon đấy nhờ. Nước in nhỉ? Thơm thế như kiểu ếch ấy. Còn cho nước không? Cái này sắp thôi. Nước in. Vâng, cô cho thêm tí nước quả. Ui, món này ngon thế. Nòng mề tiết của con ngan các bác. Quá wow, tuyệt vời. Ui, sao thế con?
Em ơi em. Ui, đây. Ây, sợ khói quá, khói quá. Cô mở cho cháu cái song này xem cái nồi cá nào. Ây, món này ngon này đấy. Cá là đầu đuôi rồi nòng mề cho hết vào đây rồi. Nấu canh măng. Ok, được rồi. Ui. Khói quá. Ngoài kia xong chưa trưởng thôn này? 5 phút nữa xong á? Cái này được rồi mà. Cá là được rồi. Ồ, cá này nhanh chín không rồi. Có được bát giấy chú ạ. Khói quá. Chặt cái này là chén không? Chặt giải chiếu là ăn cơm rồi các bác ạ. Đây các bác, này cây cầu. Cái quan trọng nhất của một cái cầu các bác ạ. Này Phang thì thực sự các bác là chuyên môn thì thực sự là Phang cũng nói thật với các bác là Phang chưa có. Đấy, về cái kỹ thuật xây cầu thì Phang cũng không có nên là Phang sẽ thuê luôn. Đấy, các đội anh Phú, đội anh bên này là họ sẽ là đã làm cầu lâu năm rồi, đã có kinh nghiệm rồi. Đấy, đã có kỹ thuật rồi. Đấy là mọi người làm hết. Cái cầu các bác ạ, quan trọng nhất là cái phần là trụ, đế, hố leo. Đấy, quan trọng nhất là những cái này. Sau đó là đến phần dây cáp, phần kéo. Bây giờ các bác mà có làm cầu mà không cái đầu hai bên của hai cái phần bên mố này này mà nó không chắc ấy, là mưa lũ là nó có thể trôi đi. Đấy. Như này thì đảm bảo an toàn cực kỳ là vững chãi các bác nhá. Bên này nữa này. Đấy, hố leo này thì mọi người đan sắt đổ sắt từ dưới luôn. Đấy. Bên này thì là đây. Rất là chắc chắn là như này các bác. Mấy nữa kéo dây cáp qua giải sắt lên là sẽ là đẹp. Đấy. Tuyệt vời. Chắc chắn. Thay cho cây cầu bên này. Này các bác có mưa lũ thoải mái. Đấy là nó cũng không thể bong được cái phần của cái mố cầu ấy đi. Đây các bác này. Chứ còn đâu ví dụ mà mình làm cái bề mặt nó có đẹp đến mấy nhưng cái mố, cái chân, cái trụ mà nó không chắc thì nó sẽ rụng hết. Đây. Nên là Phang tập trung vào làm hai cái phần mố cầu ở hai bên là mất rất là nhiều thời gian, công sức, sắt thép. Làm cao hơn cầu cũ này so với cầu cũ này 1 mét các bác. Từ trên này so với mặt nước là hơn 6 mét các bác ạ. Qua đây thì Phang xin được trân trọng cảm ơn anh Hiếu ở Long Khánh, Đồng Nai là đã gửi thêm số tiền 30 triệu, Phang sẽ thêm vào cái số tiền 30 triệu làm cầu. Cảm ơn Má Nhi, quán Má Nhi, cảm ơn cô Hồng, em Phúc, cảm ơn chú Bảy, cảm ơn anh chị Phương Việt ở Đức. Đấy, cũng còn thiếu một phần tiền nữa các bác ạ, bởi vì anh Hiếu có gửi thêm cho Phang làm 30 triệu nhưng nó phát sinh lên 75 triệu. Đây là nó vẫn còn thiếu. Rất là mong quý khán giả, các bác, các mạnh thường quân giúp cho bà con nhân dân ở đây. Đấy là 40 hộ dân ở trong khu vực thôn Park Tà, xóm Park Tà, thôn Nùng Thiềng. Nó có cây cầu mới tốt đẹp. Đấy, để bà con đi lại mãi mãi sau này. Trân trọng là cảm ơn các bác. Video của Phang chia sẻ với các bác ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả, các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với bà con nhân dân để xây dựng cây cầu. Đấy, cây cầu này thực sự các bác nếu mà để mà một đơn vị khác người ta làm thì giá nó sẽ lên đến 400-500 ngay các bạn. Đây, cầu cái này đi. Không, vòng cả cái dây ấy. Đấy, ông chạy luôn ra chỗ khác, không rơi vào đầu là. Đâu mới tuột được. Tuột đâu? Ai da. Ai da. Hôm nay nhà vô kia nha. Tránh ra, tránh ra. Vặn lấy hai cái ốc kia. Anh Dòng ơi. Vặn lấy hai cái ốc treo cái dây kia. Rồi, thế là hoàn thành. Lấy dây. Cho nó với ốc. Tốt nó đang đi. Đấy, được rồi, xong rồi. Đang rồi.
Giờ các bác chờ trong vòng 15 ngày các bác nhé. Đấy, bây giờ chờ phải chờ 15 ngày để nó khô, bắt đầu kéo dây các bác. Bà con tạm thời là nghỉ. Cảm ơn các bác đã xem video của Feng. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Feng. Trân trọng và cảm ơn các bác. Một lần nữa Feng xin trân trọng cảm ơn anh Hiếu ở Long Khánh, Đồng Nai. Cảm ơn Má Nhi, quán Má Nhi ở Ô Môn. Cảm ơn cô Hồng, em Phúc. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nóng. Nóng quá. Ui. Đâm một cháo nhé. Đi tắm trang điểm. Đi vào đặt mâm luôn. Cần đi làm đẹp. Nhưng mà mọi người tắm nhanh thôi mà. Chắc lạnh này. Lạnh này chắc nửa phút là xong rồi. Đấy cô không bổ luôn cái ra lúc có cái chân dễ cầm hơn. Dựng nó lên bổ nó ra dễ cô. Trơn quá. Đấy. Nóng quá. Cô cứ thử chặt phát vào tay sau nhớ đấy. Ấy. Cá này, 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 c